Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ban quản lý chợ và các tiểu thương phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, các yêu cầu phòng dịch khi chợ hoạt động trở lại. Việc bán hàng phải theo đúng quy định của Sở Công Thương thành phố, không được tự ý bán hàng cho người dân mà phải thông qua ban điều hành tại khu dân cư. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ban quản lý chợ sắp xếp gọn gàng các khu vực bán hàng, đảm bảo khoảng cách trong quá trình bán hàng, đồng thời yêu cầu quản lý kiểm tra bình ổn giá, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho người dân. Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ lên kế hoạch tiêm vaccine cho ban điều hành tại các tổ dân phố để đảm bảo an toàn phòng dịch cho các lực lượng đi chợ hộ tại khu dân cư.